các bạn nha. Hôm nay mình bắt đầu tiếp tục bay trên trên công xem những vườn tiêu, vườn cà phê khu vực này cũng có hơi nhiều tiêu, cũng rất là đẹp. Mời các bạn cùng xem và theo dõi đoạn phim mình nha. Đây, bắt đầu mình khởi hành lên đây. Đoạn này là vị trí mình đang xuất phát để nó bay một lúc, ổn định cái định vị ra mình mới bay lên được. Bắt đầu tức là lên rồi, bay qua đây. Những cây này là cây tiêu, tiêu trồng xen muồng, muồng lá nhỏ ấy, để mà làm mát cái tiêu. Giờ phải cho lên cao tí nữa, không có vướng với cây này là mát không được. Đây vườn tiêu đây, các bạn xem có hàng hàng có thẳng có đẹp không. Đây, mình sẽ đảo qua bên này cho các bạn xem, rất qua đây toàn là hồ tiêu ấy, cây hồ tiêu ấy. Các bạn cảm thấy đẹp, các bạn đăng ký kênh theo dõi các video tiếp theo nhé, để ủng hộ chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé. Đây là cà phê, cà phê thì quay xuống là không có được đẹp lắm, đã thu hái và có nhiều cành cà khô rồi. Đây là tiêu là vẫn còn bắt đầu vào thu hái, bắt đầu chuẩn bị vào thu hái, cái xong là hái rộ này. Tại bây giờ trong vườn thì cà hái xong chỉ có lo ở nhà xài xài sạc cà thôi. Cái tiêu cũng chưa chín, bắt đầu mới lắc lắc chín. Đây xuống đoạn dưới này là lấy sinh hồ đây, có hồ đập để mà nước tưới cà phê. Khu này là có cả chục hộ tưới đều ở trong cái hồ này, có bao nhiêu hectare đấy, rất là nhiều hồ chứa nước, năm nào mà tưới nhiều là khô cạn luôn, không có nước luôn. Đấy, bên kia cũng toàn là tiêu này, nhưng mà tiêu bên kia có vẻ vàng, không có phân hay như nào. Hồ này cũng diện tích rộng, cũng tầm độ 2 sào 5 bộ. Có cái cây này, cây gọi là cây gì không biết, mà mọi năm tháng 7, tháng 8 là có trái chim cu xanh là nhiều lắm. Mà bữa nay thì hầu như là sinh ra cái súng PC thì cũng không thấy về nữa. Bên đây là cái cây trồng đào cà, trồng cà, trồng lại cà. Đây cây trắng trắng ấy là bắp, mà bắp ngoài là ngô ấy. Thu hoạch rồi, còn cây không rồi. Cây vàng vàng ấy là cây sầu riêng. Bắp thu xong rồi chặt cây để nhìn bờ để làm phân, khắc ngoài một khắc phân. Bên kia cũng có tiêu mà chủ yếu cà phê là nhiều. Bên này tiêu nhiều này. Đây mấy cái hàng hàng đấy là nhìn thằng hàng kia là tiêu ấy, là một tiêu ấy. Nếu mà tiêu mà không xuống giá là mấy con này là con này giàu khức luôn này. Nhưng mấy năm trước là tí một cân là 250.000, tính tiền ra là bao. Bây giờ thì giá xuống tiêu với nhau với cả ngày càng ngang, còn bốn mấy năm mươi không ăn thua, cho nên là đất không mặn mà đầu tư lắm rồi. Giờ một số nơi dịch bệnh nhưng nhỏ, phần mấy này còn chăm sóc được, còn ở khu vực này dịch bệnh vẫn còn tiêu nhiều, nó còn tốt đẹp. Cao su cũng không lên đây, cái trắng trắng như kiểu cây tuyết, cây noel hay cây thông noel hay là. Và đằng sau bây giờ mình qua đây mình chụp chân, đây là cây cao su mà bữa nay mùa thu lá rụng. Đây tiêu lên, tiêu
trên là mình vẫn chưa quay lên đến cái đoạn là đằng sau trên này. Sau trên này còn có nhiều nữa. Nên đấy tới lúc tầm độ 100-200 mét nữa là từ đấy lên đấy cũng tầm 700 mét. Tới xa. Đấy, dốc không dốc lắm nữa, ở trong Tây Nguyên là mình vẫn thoải thoải thế thôi. Lúc bắt đầu khởi động nó đã định vị